Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài tập đầu tiên. Cái bài tập đầu tiên là bài gập bụng cơ bản ha. Ở cái tư thế bắt đầu như thế này, các bạn nhấc cái đầu lên như thế này ha. Sau đó các bạn siết cái phần bụng lại. Hai tay của các bạn á, đặt vào đây để cân cho cái bài tập nó dễ tập hơn. Cân bài tập đấy. Rồi khi mà các bạn kéo lên á, thì các bạn kéo lên tới đây. Đồng thời các bạn thở ra. Xuống thì các bạn hít vào. Thực hiện là 30 giây cho đến 45 giây nha các bạn. Nhớ siết cái phần bụng lại nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái bài tập gập bụng chéo. Ở cái tư thế bắt đầu á, các bạn đặt hai tay ra xong ra đầu như thế này, đồng thời các bạn kéo lên này, các bạn đưa qua đưa về. Cái kỹ thuật á nó tương tự như cái bài tập số 1, nhưng mà lần này á, thì chúng tập nghiêng qua một bên á. Thực hiện là 30 giây cho đến 45 giây nha các bạn. Xuống hít vào, lên thở ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái bài tập, đó là bài đá lăn ha. Ở cái tư thế bắt đầu nó như thế này, các bạn nằm xuống, đồng thời hai tay đặt ra sau mông, đầu nhấc lên ha, đồng thời chân thẳng như thế này. Các bạn nè, các bạn đưa tới đây, sau đó các bạn giữ lại đây khoảng 1 giây đến 2 giây, sau đó các bạn đưa lên như thế này, sau đó các bạn hạ xuống. Lên á thì thở ra, xuống á thì hít vào ha. Nhớ siết cái phần bụng lại nhé các bạn. Bài này ăn nhiều hay không là dựa vào cái việc mà các bạn siết á. Ba mươi giây cho đến 45 giây nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài tập đá lăn nâng cao nha các bạn. Ở cái tư thế bắt đầu nó như thế này, các bạn đặt cái đầu xuống luôn, đặt cái đầu xuống sàn luôn ha, đồng thời chân thẳng này, chân thẳng như thế này ha. Khi mà các bạn kéo lên tới đây á, thì các bạn dùng cái mũi bụng này, dùng cái cơ mũi bụng dưới nha, đặc biệt là bụng dưới ha, các bạn đẩy lên như thế này, sau đó các bạn hạ xuống ha. Thì khi mà các bạn kéo lên á, thì các bạn thở ra, xuống á thì các bạn hít vào ha. Thực hiện là 30 giây cho đến 45 giây. Nhớ là dùng cái cơ mũi bụng để kéo nha, đừng có dùng cái lưng để đẩy nha các bạn. Bài này nó ăn rất nhiều bụng dưới đấy, siêu bụng dưới luôn á.
Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài tập khá là nhẹ nhàng giữa hiệp ha. Giữa cái buổi tập á thì các bạn ở cái tư thế bắt đầu nó như thế này các bạn. Các bạn nắm hai tay như thế này nha. Các bạn đưa qua, các bạn đưa về. Ở cái bài tập này á thì các bạn làm một cái động tác cho mình, đó là siết cái phần bụng, luôn luôn siết cái phần bụng lại cho mình ha. Hơi thở là hơi thở đều. Thì ở cái bài tập này á, mình tập khá nhẹ nhàng ở giữa cái buổi tập á, thì để giúp cho cái bài tập tiếp theo á nó đỡ mệt hơn đó mà. Đó, thì giống như là chúng ta thay vì chúng ta tập cái chúng ta nghỉ đúng không, thì chúng ta không nghỉ mà chúng ta tập bài nhẹ hơn thì để dưỡng sức cho cái bài tập tiếp theo nặng hơn đó. Đó kiểu vậy á, siết cái phần bụng lại nha các bạn ha. Cái bài tập này nó ăn nhiều hay không là dựa vào cái việc siết á. Hít mũi bằng thở miệng ha. Ok. Ta sẽ đến cái bài tập đó là bài cuốn cơ bụng nha các bạn. Ở cái tư thế bắt đầu nó như thế này. Đây, các bạn đặt hai tay như thế này ha. Cái bài tập này tương đối là nặng đó nha các bạn, chứ không phải nhẹ đâu ha. Các bạn đưa chân tới trước như thế này ha. Các bạn đẩy dùng cái cơ với bụng bạn cuốn lên như thế này. Sau đó các bạn hạ xuống, đưa chân về vị trí cũ. Chân này cuốn lên. Sau đó là hạ xuống, trở về vị trí cũ. Cuốn lên thì thở ra, xuống thì hít vào. Thực hiện là 30 giây cho đến 45 giây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bài tập plank ha. Cái bài tập này cũng rất là phê pha. Đây, các bạn đưa chân tới trước như thế này ha. Đó. Các bạn luôn siết cái phần cơ bụng lại nha. Cái chân của chúng ta luôn luôn di chuyển ha. Hơi thở của bài tập này là hơi thở đều. Các bạn cứ thở thoải mái nha. Không phải bận tâm về cái chuyện thở đâu. Chủ yếu là siết cái bụng, cơ bụng đó mà. Cái bài tập này ăn nhiều hay không là dựa vào cái việc mà các bạn siết cơ bụng á. Các bạn siết cơ bụng càng tốt thì cái bài tập ăn càng nhiều. Các bạn siết cơ bụng càng tệ thì cái bài tập này ăn càng ít ha. Cơ bụng của mình nó siết dữ lắm các bạn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bài tập đá chéo chân nha các bạn. Bài này nó ăn rất là nhiều phần bụng của chúng ta, gọi là toàn diện luôn á. Khi mà các bạn tập á thì các bạn có thể là đặt cái đầu xuống đất như thế này cũng được này, hoặc là nhấc lên cũng được, tùy ha. Các bạn đưa chân ra như thế này, sau đó khi mà các bạn tập á thì bạn chéo lại như thế này. Thực hiện chậm thôi nha các bạn, không cần phải thực hiện nhanh đâu. Cái bài này á là dựa vào cái việc mà các bạn siết bụng, và nó ăn rất nhiều ở cái phần cơ bụng liên sườn và cơ bụng một một của chúng ta đó. Thì khi mà các bạn tập á, thì các bạn thực hiện với tốc độ chậm thôi. Thực hiện nhanh nó khó tập đấy, với lại nó ăn ít hơn. Thực hiện chậm thì nó ăn nhiều hơn đó, mà dễ tập hơn. Đó, cái lợi của bài tập này là vậy đó. Thực hiện chậm dễ tập, ăn nhiều hơn. Thực hiện nhanh khó tập, ăn ít hơn. Hơi thở đều ha. Ok, bây giờ á, chúng ta sẽ đến cái bài tập gọi là bài tập yêu thích của mình các bạn. Mình rất là thích cái bài tập này ha. Thì bởi vì á, lý do đó là nó dễ tập. Thứ hai đó là nó vào rất là nhiều ở cái phần cơ bụng của chúng ta, gần như toàn diện luôn các bạn. Ở cái tư thế bắt đầu nó như thế này. Các bạn đưa chân ra qua như thế này, đưa chân về như thế này. Các bạn thực hiện là
30 giây cho đến 45 giây nha. Hơi thở của chúng ta là hơi thở đều, đồng thời á siết cái phần bụng lại ha. Cái bài này nó ăn đã lắm các bạn ơi. Mình cực kỳ yêu thích cái bài tập này luôn. Ở gần như là cái buổi tập bụng nào á mình cũng tập cái bài này các bạn. Cả các bạn nhớ siết cái phần bụng lại nha các bạn. Ha. À, các bạn thấy không, mình tập nhiều cái bài tập này rồi á thì riết là cái bài tập này mình tập ít mệt nhưng mà nó vẫn vào nhớ phần bụng. Nhớ siết cái phần bụng lại nha các bạn. Ok, nếu mà các bạn đang thừa cân, mong muốn là đốt mỡ tăng cơ cũng như á là không biết là ăn gì trước khi mà các bạn luyện tập để mà các bạn có thể là tăng sức bền luyện tập cũng như là phát triển cơ bắp hiệu quả, đặc biệt là cơ bụng của chúng ta, thì các bạn có thể là đến với sản phẩm đó là Soy Protein. Soy Protein cung cấp cho các bạn nhiều cáp hấp thu chậm, hỗ trợ cho các bạn là tập luyện và tăng sức bền khi mà các bạn luyện tập, tức là ít mệt hơn khi mà các bạn luyện tập đó. Thứ hai đó là cung cấp cho các bạn nhiều protein, hỗ trợ cho các bạn là xây dựng và phát triển cơ bắp trong và sau cái quá trình mà các bạn luyện tập, giúp cho cơ bụng của chúng ta nhân lên hơn, phát triển cơ bụng hiệu quả hơn ha. Thì đây Soy Protein, còn đây á thì là bột MagFit, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cân tăng cơ. Thì bạn nào đang gầy mong muốn là tăng cân tăng cơ tốt hơn thì các bạn có thể là đến với sản phẩm MagFit ha. MagFit thì cung cấp cho các bạn nhiều calorie này, cung cấp cho các bạn nhiều carb này, cung cấp cho các bạn nhiều protein này, vitamin khoáng chất, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển và tăng cân hiệu quả, tăng cân tăng cơ hiệu quả đó các bạn. Đó, thì các bạn mua hàng thì nhớ liên hệ cho mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn.